Đêm nay siêu bão Yagi vào vịnh Bắc Bộ, yêu cầu sẵn sàng hàng dự trữ quốc gia để ứng phó siêu bão Yagi. Những lưu ý sống còn trước giờ siêu bão Yagi đổ bộ. Người dân nên ở nhà từ sáng thứ bảy để tránh siêu bão Yagi. Di rời hơn 13.000 hộ dân trước bão. Siêu bão số 3 mạnh cấp 16 giật trên cấp 17 đang áp sát vịnh Bắc Bộ. 4 sân bay tạm thời đóng cửa ngày 7 tháng 9 để đối phó với bão số 3. Hải Phòng và Thái Bình di rời hàng chục ngàn hộ dân để tránh bão số 3 tiêu bão số 3 mạnh cấp 16 giật trên cấp 17 đang áp sát vịnh Bắc Bộ. Kính chào quý khán giả đang theo dõi điểm nóng toàn cầu hôm nay, bản tin sẽ liên tục cập nhật những tin tức thời sự mới nhất liên quan đến các sự kiện nóng trong ngày. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình, ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. <laughs> Đêm nay siêu bão Yagi vào vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn và rông lốc. Sáng nay, Yagi duy trì cấp siêu bão với sức gió mạnh nhất là 201 km/h. Dự kiến đêm nay vào vịnh Bắc Bộ gây gió mạnh, mưa to và rông lốc ở miền Bắc, Thanh Hóa. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ, Yagi đang ở vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 200 km, cách Quảng Ninh 620 km. Bão duy trì sức gió mạnh nhất là 201 km h cấp 16 siêu bão, giữ hướng Tây và di chuyển rất nhanh 20 km h Hôm nay, bão đi thấp xuống hơn xuống phía Nam, khả năng chiều nay sẽ đi vào đảo Hải Nam chứ không phải là bán đảo lôi châu của Trung Quốc như dự báo chiều qua. Đến đêm, bão vào vịnh Bắc Bộ, giữ sức gió cấp 13-14, 134-166 km h giật cấp 17 và trách lên hướng tây tây bắc với tốc độ là 15 đến 20 km/h do bão đi thấp xuống nam, tốc độ nhanh hơn nên thời điểm đổ bộ sẽ sớm hơn, khoảng trưa mai. Vị trí đầu tiên tâm bão đi vào sẽ nhiều khả năng là khu vực ở giữa Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, cường độ cấp 10, 12, tức tối đa là 133 km/h, giật cấp 14. Bão sau đó đi sâu vào đồng Bắc Bộ, gây gió mạnh cấp 6 đến 8, tối đa là 74 km/h, giật cấp 9 cấp 11. Thời điểm gió mạnh nhất là từ sáng đến chiều tối của ngày 7 tháng 9. Đài khí tượng Nhật Bản cho biết, bão đang mạnh 198 km h Khi vào vịnh Bắc Bộ, sức gió còn 126 km h Đài Hồng Kông nhận định, bão vào vịnh Bắc Bộ vẫn giữ sức gió là 185 km h Đài Hải quân Mỹ ghi nhận, sức gió mạnh nhất của bão vẫn đang ở 220 km h Khi vào trung tâm vịnh Bắc Bộ sẽ còn là 148 km h Bão bắt đầu gây mưa, gió mạnh từ tối nay. Do ghi là siêu bão, phạm vi ảnh hưởng rất rộng nên từ trưa nay, vùng biển phía đông của vịnh Bắc Bộ, gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh dần lên cấp 6-7. Từ tối nay và đêm nay, vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 8-9, cấp sau tăng cấp lên 10-11. Vùng tâm bão đi qua cấp số 12-14, giật cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao 2-4m, sau tăng lên 3-5m, vùng gần tâm bão là 6-8m. Trên đất liền từ đêm nay và sáng mai. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, sau tăng lên cấp 8 cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 cấp 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía đông bắc bộ có gió mạnh cấp 6 cấp 8, giật cấp 9 cấp 11. Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có sóng cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão là 3 đến 5 mét. Bão gây mưa to trong bắc bộ và Thanh Hóa từ đêm nay đến sáng ngày 9 tháng 9. Tổng lượng mưa phổ biến là 100 đến 350 mm, có nơi lên đến 500 mm. Mưa lớn nhất ở phía đông bắc bộ tập trung trong ngày và đêm mai. Phía tây bắc bộ mưa từ tối mai đến đêm ngày 8 tháng 9. Các vùng trũng thấp, đô thị có thể bị ngập lụt, lũ quét có thể xuất hiện trên các sông suối nhỏ, xa lở đất trên sườn dốc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra rông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo. Để ứng phó với bão, thủ tướng đã ban hành hai công điện. Chiều qua, phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp phòng chống bão Janggi với 28 tỉnh, thành phố yêu cầu các tỉnh thành phòng chống bão quyết liệt trên tinh thần hành động không nuối tiếc, nơi nào lơ là sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Bốn sân bay đóng cửa vào ngày 7 tháng 9 để tránh bão, bao gồm nội bài đóng từ 10 đến 19 giờ, Thọ Xuân, Thanh Hóa từ 12 đến 22 giờ, Vân Đồn, Quảng Ninh từ 4 đến 16 giờ, Cát Bi, Hải Phòng từ 4 đến 16 giờ. Dự kiến Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An sẽ cấm biển từ trưa nay, riêng Ninh Bình cấm từ chiều qua yêu cầu sẵn sàng hàng dự trữ quốc gia để ứng phó siêu bão Jaqi. Tổng cục dự trữ nhà nước yêu cầu các đơn vị cần có kế hoạch, phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện hàng dự trữ quốc gia để ứng phó với siêu bão. Tổng cục dự trữ nhà nước, Bộ Tài chính vừa công điện gửi 15 cục dự trữ nhà nước khu vực chủ động ứng phó với cơn bão số 3 bão Jaqi đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc biển Đông. Các cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội, Tây Bắc, Vĩnh Phú, Hoàng Liên Sơn, Bắc Thái, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Định Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình để yêu cầu tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ, thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin diễn biến của cơn bão để kịp thời có biện pháp phòng chống ảnh hưởng của bão mưa lũ gây ra. Các đơn vị tăng cường kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc gia, triển khai các biện pháp phòng chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia. Song song, các đơn vị này cần có phương án chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương nơi có kho, hàng dự trữ quốc gia, trụ sở cơ quan dự trữ sẵn sàng ứng phó, khắc phục, xử lý, giải quyết kịp thời mọi tình huống xảy ra tại đơn vị. Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước, khu vực đang thực hiện nhập xuất hàng dự trữ quốc gia, chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện nhập xuất hàng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và chất lượng hàng hóa. Tổng Cục Dự trữ Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị cần có kế hoạch, phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia để tổ chức xuất cấp kịp thời các hàng dự trữ quốc gia, hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Dự báo 16 giờ ngày 7 tháng 9, tâm siêu bão Jaghi trên đất liền sẽ từ Quảng Ninh đến Nam Định với cường độ bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14. Những lưu ý sống còn trước giờ siêu bão Yagi đổ bộ Siêu bão Yagi được đánh giá là bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, vì vậy người dân cần thực hiện các biện pháp phòng chống kịp thời trước giờ bão đổ bộ. Hồi 19 giờ tối ngày 5 tháng 9, siêu bão Yagi cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 365 km về phía đông, Cường độ bão vẫn mạnh cấp 16, 184 đến 201 km h giật cấp 17. Theo các chuyên gia khí tượng, bão Yaki là siêu bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương tính đến thời điểm hiện tại. Đây là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng, vùng gió trên cấp 8 có bán kính khoảng 250 km, vùng có gió mạnh trên cấp 10 khoảng 150 km, vùng có gió mạnh trên cấp 12 khoảng 80 km xung quanh tâm bão. Các trung tâm dự báo bão quốc tế đều có chung nhận định bão Yagi, bão số 3, tiếp tục duy trì cấp siêu bão từ cấp 16 trở lên cho đến khi vào vùng ven biển phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc. Sau đó bão số 3 di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, còn mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16, khi ảnh hưởng đất liền cường độ có khả năng mạnh còn cấp 9, 12, giật cấp 13 đến 14. Vì vùng ảnh hưởng rộng nên người dân cần có biện pháp phòng chống trước khi bão đổ bộ. Theo khuyến cáo của Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống Thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo bão trên các phương tiện thông tin đại chúng và loa phát thanh của thôn xã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn khi bão về như chèn chống các cửa của nhà loại bỏ những cây cành bị chết bị bệnh xác định các vật dụng trong nhà nên mang vào trong nhà vệ sinh mắng nước mưa gầm cầu thang ngoài giếng cửa sổ đường thoát nước ống thoát nước nếu không có lệnh sơ tán của chính quyền hãy tìm nơi trú ẩn trong nhà cho gia đình của mình cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai khuyến cáo ngoài ra các thành viên trong gia đình có thể bị chia cắt trong một cơn bão hãy chuẩn bị một cách lập kế hoạch liên lạc hoặc tiếp cận với nhau chuẩn bị một bộ đồ dùng cho gia đình như đèn pin, đài radio, quần áo ấm, chăn, bộ sơ cứu, thuốc men, nước đóng chai và thực phẩm không dễ hư hỏng. Các gia đình có trẻ em nên để mỗi trẻ em tự tạo gói đồ dùng cá nhân của mình. Người dân vẫn cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo bão trên các phương tiện thông tin đại chúng và loa phát thanh của thôn xã. Đề phòng tai nạn do đổ nhà, cây cối, cột điện, các vật bị gió thổi bay, điện giật. Tuyệt đối không trú tránh dưới gốc cây, cột điện, vật dễ đổ nên ở trong nhà, nơi trú ẩn không đi ra ngoài, tránh xa cửa sổ và cửa ra vào, cơ quan phòng chống thiên tai khuyến cáo. Đặc biệt người dân cần chuẩn bị sẵn đèn pin để phòng khi mất điện, không sử dụng nến thắp sáng để tìm kiếm đồ trong không gian hạn chế, khu vực bếp ga vì dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Nếu được lệnh sơ tán, hãy mang theo đồ dùng và đồ thiết yếu gia đình và di chuyển ngay đến một nơi trú ẩn được chính quyền địa phương sắp xếp. Phải thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm khi cần cứu nạn, cứu hộ. Đại diện cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai nhấn mạnh cơ quan phòng chống thiên tai cho biết người dân cần tiếp tục theo dõi tin tức và cập nhật tình hình thời tiết ngay cả khi bão đã đổ bộ vào đất liền chỉ được phép về nhà từ nơi sơ tán khi có sự cho phép của chính quyền địa phương đồng thời chú ý đến các yếu tố nguy hiểm như đường dây điện bị đứt và nước nhiễm điện vì thông thường khi bão tan khả năng lũ lụt vẫn còn xảy ra tuyệt đối không đến gần hoặc đi vào các tòa nhà bị hư hại ngập nước tuân thủ theo các điều kiện cảnh báo khi lái xe không đi vào đường ngập nước hoặc có chứa ngoại vật ngay cả khi phương tiện lớn vì phương tiện có thể bị nước cuốn trôi hoặc nguy hiểm người dân nên ở nhà từ sáng thứ Bảy để tránh siêu bão Yagi. Theo ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ sáng thứ Bảy người dân nên ở nhà vì dự báo bán kính hoàn lưu của báo Yagi rất rộng. Chiều ngày 5 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các cán bộ, ban ngành và trực tuyến với 82 tỉnh, thành phố để triển khai ứng phó với siêu bão Yagi số 3. Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết,

Quảng Ngãi 107 tàu, 758 người, Bình Định 12 tàu, 84 người. Các phương tiện đã nhận được thông tin và đang di chuyển tránh trú. Ông Luận cho biết, các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An dự kiến sẽ cấm biển từ ngày 6 tháng 9. Ninh Bình cấm biển từ 13 giờ hôm nay, còn 2.231 du khách du lịch trên các đảo. Quảng Ninh 154 người, Hải Phòng 2077 người đã nhận được thông tin về bão và chủ động phương án ứng phó. Về nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển, trên biển ở các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 52.176 ha, 19.343 lồng bè và 3.906 tròi canh nuôi thủy sản. Nguy cơ rất cao bị thiệt hại khi bão vào vịnh Bắc Bộ. Với cường độ cấp 13, cấp 14, giật cấp 17, các địa phương đã triển khai gia cố lồng bè, khu nuôi thủy sản. Cục trưởng Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai thông tin, trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh ven biển như Quảng Ninh, Nghệ An có 37 trọng điểm đê sung yếu cần phải lưu ý. Ba công trình đang thi công, một số vị trí đê kè đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục. Kè Thịnh Long trên đê biển Hải Hậu Nam Định. Về công tác phòng chống bão số 3, ông Phạm Đức Luận cho hay, các tuyến tàu biển đảo cần tập trung kiên quyết kêu gọi thông báo hướng dẫn cho các tàu thuyền phương tiện bao gồm cả tàu du lịch tàu vận tải còn hoạt động trên biển ven biển chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú trong đó nắm vững thông tin chi tiết từng tàu trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu cá các lồng bè tròi canh khi bão đổ bộ trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di rời đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tổ chức sắp xếp tàu thuyền có biện pháp tránh va đập hư hỏng đứt dây neo chìm tại nơi neo đậu nhất là trên các đảo hiện nay có một số người vẫn đang chủ quan cố tình ở lại bảo vệ tài sản trong cơn bão trước tôi đi thực tế phát hiện đúng cơn bão đổ bộ thì vẫn có người dưới thuyền lúc đó tôi đã yêu cầu cưỡng chế đưa lên bờ với cơn bão này nếu cố tình ở dưới thuyền thì sẽ bị lật chìm ngay ở nơi neo đậu ông luận nói đối với vùng đồng bằng ven biển ông luận yêu cầu di rời sơ tán người dân ở nhà bán kiên cố có thể bị sập đổ khi bão đổ bộ khu vực thấp ở cửa sông, ven biển, tùy theo địa hình thực tế có phương án cho học sinh nghỉ học trong thời gian bão đổ bộ, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn trọng điểm đê biển, đê cửa sông sung yếu, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để ứng phó với cường độ mạnh hơn thiết kế. Về thời điểm bão đổ bộ từ ngày 7 tháng 9, ông Luận khuyến cáo, từ sáng thứ Bảy người dân nên ở nhà, vì theo dự báo bán kính hoàn lưu của bão rất rộng, ngoài ảnh hưởng của bão còn có thể có rông lốc xảy ra, trong khi hiện nay người dân sử dụng mái tôn, biển quảng cáo rất nhiều, cây xanh cũng có nguy cơ đổ gãy cao. Đối với miền núi phía Bắc, cục trưởng cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai lưu ý cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, ra soát các khu dân cư ven sông, suối hoặc vùng trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, tổ chức khơi thông dòng chảy các vị trí nguy cơ tắc nghẽn, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không có đảm bảo an toàn. Di rời hơn 13.000 hộ dân trước bão, người dân ở chung cư, căn hộ xuống cấp nhà sung yếu và ở tròi canh, lồng bè trên biển Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình được di rời trước khi bão Yaki đổ bộ. Tối ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định di rời 5.400 hộ dân ở các khu trung cư cũ, nhà nguy hiểm đến nơi an toàn để tránh bão. Theo kế hoạch, khoảng 4.600 hộ dân tại các quận Ngô Quyền, 3.800, Hồng Bàng 400 và Lê Trân 400 sẽ được di rời từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 4, 5 tháng 9. Số hộ cần di rời tại quận Ngô Quyền có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế. Tất cả sẽ được bố trí đến các trường học, ủy ban nhân dân phường và căn hộ tạm cư do nhà nước quản lý, đảm bảo đầy đủ đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của bão, Hải Phòng quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 7 tháng 9. Riêng các trường được sử dụng làm nơi di rời sẽ được nghỉ từ chiều ngày 6 tháng 9. Thành phố đã xác định các khu vực trọng điểm cần tăng cường phòng chống bão, đặc biệt là bán đảo Đình Vũ, đảo Cát Hải và khu du lịch Đồ Sơn do các khu vực này chưa có hệ thống đê, đập chắn sóng và rất dễ bị ngập lụt. Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng, khả năng thoát nước của thành phố chỉ đáp ứng được lượng mưa 100mm, trong khi dự báo lượng mưa khi bão đổ bộ có thể lên tới 300mm, do đó nhiều khu dân cư tại Hải Phòng có nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng. Để chủ động ứng phó, thành phố đã thông báo cho gần 1.800 phương tiện với hơn 5.200 lao động, 173 lồng bè với 285 lao động, 24 tròi canh với 14 lao động, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Để đảm bảo an toàn cho người dân trước bão, tỉnh Thái Bình sẽ di rời khẩn cấp 18.600 người từ 7.700 hộ gia đình đang sinh sống trong những ngôi nhà yếu. Trước 18 giờ ngày 6 tháng 9, hơn 2.900 lao động đang làm việc tại các tròi canh nuôi thủy hải sản, ven sông, ven biển được yêu cầu vào đất liền để tránh bão. Quảng Ninh đã di rời khẩn cấp 3.000 người đang làm việc tại các lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy sản. Địa phương đang khẩn cấp xây dựng phương án di rời ưu tiên cho người già, trẻ em, phụ nữ và những người yếu thế tại các khu vực nuôi trồng thủy sản khác, dự kiến hoàn thành trước 16 giờ ngày 6 tháng 9. Ngày mai, Hải Phòng và Quảng Ninh sẽ cấm biển lúc 11 giờ, riêng Thái Bình cấm biển từ 5 giờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 17 giờ, tâm bão trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 380 km, cường độ siêu bão từ 184 đến 201 km h giật cấp 17. Trong 3 ngày qua, trung bình cứ sau 3 giờ, bão lại tăng một cấp, từ 8 lên 16. Siêu bão đã di chuyển sang hướng Tây với tốc độ từ 10 đến 15 km h Dự kiến từ nay đến chiều tối mai, khi áp sát bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam của Trung Quốc, bão tiếp tục giữ cường độ siêu bão. Tối mai khi vượt đảo Hải Nam vào vịnh Bắc Bộ, bão còn giảm cấp 13, 14, từ chiều ngày 7 tháng 9, bão đổ bộ vào miền Bắc, trọng tâm từ Quảng Ninh tới Thanh Hóa. Siêu bão số 3 mạnh cấp 16 giật trên cấp 17 đang áp sát vịnh Bắc Bộ. Siêu bão số 3 vẫn giữ nguyên cấp 16 giật trên cấp 17, đang di chuyển rất nhanh áp sát vịnh Bắc Bộ, sóng biển cao từ 10 đến 12 m, biển động dữ dội. Theo bản tin khẩn cấp mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 6 tháng 9. Vị trí tâm siêu bão số 3 Yagi ở vào khoảng 19,2 độ vĩ Bắc, 112,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 620 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão siêu bão mạnh cấp 16 giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km trên giờ. Đến 4 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,6 độ vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 đến 20 km h Đến 16 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,3 độ vĩ Bắc, 106,2 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Đông Bắc Bộ, Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11, 14. Vùng gần siêu tâm bão đi qua cấp 15, 16 giật trên cấp 17, biển động dữ dội từ trưa khoảng mùng 6 tháng 9, vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6, 7. Từ tối và đêm ngày mùng 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trên đất liền từ đêm ngày mùng 6 tháng 9 và gần sáng ngày mùng 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9. Vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14, khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11, thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Khu vực Bắc Biển Đông có sóng cao từ 7 đến 9 m, vùng gần siêu tâm bão từ 10 đến 12 m, biển động dữ dội. Từ trưa ngày 6 tháng 9, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao từ 2 đến 4 m, sau tăng từ 3 đến 5 m, vùng gần tâm bão đi qua từ 6 đến 8 m từ đêm ngày mùng 9 và gần sáng ngày mùng 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sóng cao từ 2 đến 3 m, sau tăng lên từ 2 đến 4 m, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 m. Từ đêm ngày mùng 6 tháng 9 đến sáng ngày mùng 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có mưa rất to và rông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong khoảng ngày và đêm mùng 7 tháng 9 phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày 7 tháng 9 đến đêm ngày 8 tháng 9. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở trên các sườn dốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra rông lốc và gió giật mạnh trên cả nước và trong khi bão đổ bộ. Bốn sân bay tạm thời đóng cửa ngày 7 tháng 9 để đối phó với bão số 3. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu 4 sân bay, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Thọ Xuân tạm thời đóng cửa trong ngày 7 tháng 9 để đối phó với cơn bão số 3, bão Yagi. Tại cuộc họp về các biện pháp phòng chống ứng phó cơn bão số 3 vào chiều muộn ngày 5 tháng 9, sau khi nghe Trung tâm Khí tượng Hàng không thuộc Tổng công ty Quản lý Máy bay Việt Nam dự báo về diễn biến của bão Yagi và báo cáo của các đơn vị trong ngành, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng nhận định đây là một cơn bão rất mạnh, đang diễn biến rất phức tạp bão số 3 chắc chắn sẽ đổ bộ vào Việt Nam, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động hàng không dân dụng tại các cảng hàng không thuộc khu vực Bắc Bộ bao gồm Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân. Theo ước tính sơ bộ, bão Yagi có thể ảnh hưởng đến 240 chuyến bay nội địa và 70 chuyến bay quốc tế. Với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không dân dụng, hạn chế tối đa các ảnh hưởng của bão đến tính mạng khách hàng và trang thiết bị cơ sở vật chất của đơn vị trong ngành, Cục trưởng Đinh Việt Thắng đã ra quyết định tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại các cảng hàng không nằm trong vùng ảnh hưởng của bão trong ngày 7 tháng 9. Cụ thể thời gian tạm ngừng khai thác như sau. Sân bay Vân Đồn từ 4 giờ đến 16 giờ, sân bay Cát Bi từ 5 giờ đến 16 giờ, sân bay Nội Bài từ 10 giờ đến 19 giờ, sân bay Thọ Xuân từ 12 giờ đến 22 giờ. Ông Đinh Việt Thắng yêu cầu các hãng hàng không chủ động thông báo cho khách hàng thông tin trên để có kế hoạch đi lại phù hợp đồng thời giao phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấp phép hay bổ sung cho các hãng hàng không từ ngày 8 tháng 9 để đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của khách hàng sau bão. Ngoài ra, cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tập trung 100% nguồn lực con người và thiết bị bảo đảm công tác dự báo khí tượng hàng không tại các cảng hàng không, sân bay để kịp thời đưa ra các thông tin dự báo chính xác về ảnh hưởng của bão. Các cảng hàng không, công ty quản lý máy bay khu vực tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các biện pháp phòng chống ảnh hưởng của bão đến hạ tầng kỹ thuật của cảng và tàu bay trên sân đỗ, đồng thời thực hiện nghiêm các phương án phòng chống bão của địa phương. Cảng vụ hàng không tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống thiên tai tại các cảng hàng không và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định. Sau khi bão tan, các đơn vị tập trung nguồn lực thực hiện ngay các nhiệm vụ để đưa hoạt động khai thác trở lại bình thường. Tuy nhiên đặc biệt lưu ý đến ảnh hưởng của hoàn lưu bão đi kèm mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt tại các cảng hàng không như Điện Biên, Vinh. Hải Phòng và Thái Bình di rơi hàng chục ngàn hộ dân để tránh bão số 3. Trước dự báo bão số 3 khả năng sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh, Thanh Hóa, các địa phương trong phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão rất mạnh này như Hải Phòng và Thái Bình tổ chức di rời hàng chục ngàn hộ dân. Tối ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã họp với lãnh đạo các sở ngành quận huyện để nghe công tác phòng chống bão số 3, bão Gia Ghi. Sau khi nghe báo cáo về các vị trí sung yếu, việc chuẩn bị nguồn lực phục vụ phòng chống bão, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các đơn vị chủ động về phương án đưa người ra khỏi khu chung cư cũ và sẽ đến ở tạm ở một khu chung cư đủ điều kiện và một số trường học, các trường học do các địa phương bố trí. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định di rời 5.400 hộ dân ở các khu chung cư cũ, nhà nguy hiểm đến nơi an toàn để tránh bão. Công tác này sẽ được triển khai vào trưa ngày 6 tháng 9. Tại các trường học được trưng dụng để phòng chống bão, học sinh được nghỉ từ trưa cùng ngày, ngày 7 tháng 9, toàn bộ học sinh trên địa bàn được nghỉ học. Các địa phương có các hộ dân sống trên các lồng bè đều phải đưa vào nơi trú ẩn an toàn. Dự kiến chiều ngày 6 tháng 9, thành phố Hải Phòng sẽ cấm biển. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự ở thành phố Hải Phòng, tính đến 14 giờ 30 ngày 5 tháng 9, các địa bàn sung yếu gồm huyện Bạch Long Vĩ, huyện Cát Hải, quận Đồ Sơn và các địa phương khác đã huy động các lực lượng để triển khai các phương án đưa tàu thuyền neo đậu an toàn, trang chống nhà cửa và xây dựng phương án bảo vệ an toàn về người dân và tài sản hiện trên địa bàn huyện Cát Hải gồm có 2077 khách du lịch, 1.499 khách quốc tế và 578 khách trong nước. Tại quận Đồ Sơn có 200 khách du lịch. Tất cả du khách tại hai địa phương đều đã được thông báo về tình hình cơn bão. Để đảm bảo an toàn cho người dân trước bão, tỉnh Thái Bình sẽ di rời khẩn cấp hơn 18.600 người dân từ 7.700 hộ gia đình đang sinh sống trong những ngôi nhà yếu trước 18 giờ ngày 6 tháng 9. Đồng thời, hơn 2.900 lao động đang làm việc tại các tròi canh nuôi trồng thủy sản bên sông, ven biển cũng được yêu cầu vào đất liền để tránh bão. Trong khi đó, tỉnh Quảng Ninh đã di rời khẩn cấp hơn 3.000 người dân đang làm việc tại các lồng bè trói canh nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, địa phương nảy ra những khẩn trương xây dựng phương án di rời ưu tiên cho những người già, trẻ em, phụ nữ và những người yếu thế tại các khu vực nuôi trồng thủy sản khác, dự kiến hoàn thành trước 16 giờ ngày 6 tháng 9. Ngày 6 tháng 9, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh sẽ cấm biển từ lúc 11 giờ, trong khi tỉnh Thái Bình cấm biển từ lúc 5 giờ. Siêu bão số 3 mạnh cấp 16 giật trên cấp 17 đang áp sát vịnh Bắc Bộ, Siêu bão số 3 vẫn giữ nguyên cấp 16 giật trên cấp 17, đang di chuyển rất nhanh, áp sát vịnh Bắc Bộ, sóng biển cao từ 10 đến 12 mét, biển động dữ dội. Theo bản tin khẩn cấp mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 6 tháng 9, Vị trí tâm siêu bão số 3 Yagi ở vào khoảng 19,2 độ vĩ Bắc, 112,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 620 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão siêu bão mạnh cấp 16 giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km trên giờ đến 4 giờ ngày 7 tháng 9 vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc 108,7 độ kinh đông cách quảng ninh khoảng 160 km về phía đông đông nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 giật cấp 17 di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ khoảng 15-20 km/h đến 16 giờ ngày 7 tháng 9 vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc 106,2 độ kinh đông trên đất liền khu vực phía đông bắc bộ Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km h và suy yếu dần. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11, 14. Vùng gần siêu tâm bão đi qua cấp 15, 16 giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ trưa khoảng mùng 6 tháng 9, vùng biển phía đông của vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6, 7. Từ tối và đêm ngày mùng 6 tháng 9, khu vực vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trên đất liền từ đêm ngày mùng 6 tháng 9 và gần sáng ngày mùng 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, 9 vùng gần tâm bão cấp 10 12 giật cấp 14, khu vực sâu trong đất liền phía đông bắc bộ có gió mạnh cấp 6 8 giật cấp 9 11, thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Khu vực Bắc Biển Đông có sóng cao từ 7 đến 9 m, vùng gần siêu tâm bão từ 10 đến 12 m, biển động dữ dội. Từ trưa ngày 6 tháng 9, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao từ 2 đến 4 m, sau tăng từ 3 đến 5 m, vùng gần tâm bão đi qua từ 6 đến 8 m từ đêm ngày mùng 9 và gần sáng ngày mùng 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sóng cao từ 2 đến 3 m, sau tăng lên từ 2 đến 4 m, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 m. Từ đêm ngày mùng 6 tháng 9 đến sáng ngày mùng 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có mưa rất to và rông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong khoảng ngày và đêm mùng 7 tháng 9 phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày 7 tháng 9 đến đêm ngày 8 tháng 9. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở trên các sườn dốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra rông lốc và gió giật mạnh trên cả nước và trong khi bão đổ bộ. Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 23 giờ ngày 5 tháng 9, tâm siêu bão Yagi trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 là từ 184 đến 201 km h giật trên cấp 17. Theo cơ quan khí tượng, Yagi là siêu bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, tính đến thời điểm hiện tại. Bão số 3 Iagi là cơn bão tăng cấp độ nhanh nhất từ trước đến nay trong lịch sử khí tượng Việt Nam, 48 tiếng tăng 8 cấp lần thứ ba trong lịch sử cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 4 màu đỏ được ban hành và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cấp độ 4 được sử dụng ở vịnh Bắc Bộ. Iagi cũng là top 3 siêu bão đạt cấp 16 trở lên khi hoạt động trên Biển Đông. Giá trị khí áp tại tâm bão giảm xuống thấp nhất trong vòng hơn nửa thế kỷ qua trong lịch sử quan trắc bão của khí tượng Việt Nam. Có thể thấy, đến thời điểm này, bão Iagi đã đạt trạng thái mạnh nhất của một cơn bão nhiệt đới. Trước mắt, bão tiếp tục di chuyển hướng về phía vịnh Bắc Bộ với cường độ hầu như ít thay đổi, Tuy nhiên, khi vượt qua đảo Hải Nam thì cường độ bão có sự suy yếu đáng kể từ cấp 15, cấp 16, giật cấp 18, 19 giảm còn cấp 13, 14, giật cấp 16. Bão sẽ tiếp tục suy yếu khi đi sâu hơn vào vịnh Bắc Bộ và hướng về đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Đây là cơn bão mạnh, hoàn lưu bão rộng, cơ quan khí tượng lưu ý người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra rồng lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Tác động của bão từ đêm ngày mùng 6 tháng 9 đến sáng ngày mùng 9 tháng 9. Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn nhất ở Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm ngày mùng 7 tháng 9, Tây Bắc Bộ từ tối ngày mùng 7 tháng 9 đến đêm ngày mùng 8 tháng 9. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Bên cạnh đó, theo dự báo bão ngày 6 tháng 9 của các tổ chức quốc tế và quan sát trên ảnh mây vệ tinh hồng ngoại, có thể thấy mắt siêu bão số 3 Iagi vẫn đang cực kỳ sắc nét với đối lưu xung quanh tâm bão diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp Mỹ, có tên viết tắt là JTVC, sức gió của bão đã mạnh lên lại 240 km h giật 280 km h Trước đó, theo trang bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương, quan sát trên ảnh mây vệ tinh lúc 20 giờ ngày 5 tháng 9 cho thấy, hoàn lưu mây bão đã đậm đặc trở lại với quá trình đối lưu xung quanh tâm bão cực kỳ mạnh mẽ, mắt bão đã sắc nét hơn so với thời điểm trưa chiều cùng ngày. Trong những cơn bão mạnh, mắt bão có đặc điểm quang mây và gió nhẹ, bao khắp xung quanh là một thanh mắt bão cao và đối xứng. Với những cơn bão yếu, mắt của chúng thường kém sắc nét và có thể bị che khuất bởi khối mây trung tâm dày đặc, một vùng mây dày cao hiển thị rõ trên ảnh vệ tinh. Sáng ngày 6 tháng 9, quan sát trên ảnh mây vệ tinh hồng ngoại có thể thấy, rìa hoàn lưu phía tây của siêu bão đã bao trùm gần như toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Trung Bộ và một phần ven biển đất liền các tỉnh phía Bắc và Bắc miền Trung Việt Nam. Để chủ động ứng phó với bão số 3, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tổ chức trực 24 trên 24 giờ, đối với tổng công ty quản lý bay việt nam vam cục hàng không việt nam yêu cầu vatm chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm cập nhật bản tin dự báo cảnh báo cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan chắc dự báo cảnh báo tới người dùng đối với các cảng hàng không các hãng hàng không các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay Cần tăng cường công tác phối hợp, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của bão Iagi và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay. Các đơn vị cần cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai cục hàng không việt nam cũng yêu cầu các đơn vị cần triển khai phương án phòng chống mưa bão các biện pháp phòng chống ngập úng khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không sân bay bảo vệ cho các công trình phương tiện thiết bị tại cảng hàng không hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách dự kiến các sân bay bị ảnh hưởng do mưa bão gồm sân bay quốc tế vân đồn sân bay cát bi sân bay nội bài thọ xuân đối với cảng hàng không Vinh và Điện Biên khuyến cáo mưa rông và sẵn sàng ứng phó khi bão có diễn biến bất thường. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên cho biết, hiện mực nước hồ núi Cốc đang ở cao trình cộng 46,19m. Nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tức bão Yaji, để hạ dần mực nước trong hồ đón lũ, tạo dung tích dòng lũ, đơn vị sẽ vận hành xả nước qua tràn hồ núi Cốc từ 14 giờ ngày 5 tháng 9 qua tràn xả lũ số 1 với lưu lượng từ 30 đến 150 mét khối một giây. Việc vận hành xả nước qua tràn dự kiến có khả năng ảnh hưởng tới nhiều tổ chức, cá nhân và nhân dân sản xuất, kinh doanh dọc hai bên bờ sông Công, gồm các xã Phúc Triều, Tân Cương, Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, Bình Sơn, Bá Xuyên, Châu Sơn, Thắng Lợi, Phố Cò, Mỏ Chè, thành phố Sông Công, Minh Đức, Đắc Sơn, Vạn Phái, Nam Tiến, Trung Thành, Thuận Thành, thành phố Phổ Yên. Do vậy, công ty khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, nhân dân phía hạ du có biện pháp phòng tránh và chủ động trong sinh hoạt, hạn chế không hoạt động, sản xuất tại các bờ bãi sát mép sông, lưu ý an toàn khi mực nước sông công có thể dâng cao. Công ty đề nghị các địa phương, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các xã, phường, thành phố bố trí lực lượng canh gác 24 trên 24 giờ tại các khu vực ngầm tràn nguy hiểm để hướng dẫn người dân, cắm biển cảnh báo, lập rào chắn tại khu vực nguy hiểm chủ động thông báo cho người dân những vị trí có nguy cơ ngập úng để nhân dân có biện pháp phòng tránh. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành công điện ứng phó với cơn bão số 3. Trong công điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp, ngành chức năng không được lơ là, chủ quan, chủ động theo dõi diễn biến thiên tai, chủ động chỉ đạo triển khai ứng phó theo thẩm quyền, đảm bảo kịp thời, hiệu quả với thiên tai, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt là trước nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét sạt lở đất đá, ngập úng nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của mưa bão, mưa lũ, chủ động bổ sung phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn phù hợp với diễn biến thiên tai, điều kiện cụ thể địa phương. Các địa phương cần bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, Nguy cơ sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên khẩn trương chỉ đạo xây dựng các giải pháp trước mắt và lâu dài để đảm bảo việc tiêu thoát nước tại các khu vực thường xuyên bị ngập úng khi có mưa lớn tại các ngã tư giao cắt một số tuyến đường trên địa bàn. Dự báo khoảng chiều tối ngày mùng 7 tháng 9, bão đổ bộ vào đất liền Bắc Bộ từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ đêm mùng 6 tháng 9 đến sáng mùng 9 tháng 9. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng mưa to, có nơi mưa rất to. Trước tình hình đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh này đã quyết định cho học sinh nghỉ học thứ bảy, ngày mùng 7 tháng 9 để giảm thiểu rủi ro khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền và tiến sâu vào các tỉnh phía Bắc. Riêng chiều thứ sáu, tùy tình hình thực tế của bão số 3 và theo diễn biến thời tiết từng khu vực, các huyện thị chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn và bố trí học vào thời gian thích hợp. Song song với đó, tại Hải Phòng ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì buổi họp khẩn với các sở, ngành, quận, huyện triển khai các phương án phòng chống cơn bão số 3, tức bão Yazi. Trước diễn biến mới của cơn bão số 3 mạnh lên cấp siêu bão và chỉ đạo của Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành công điện chỉ đạo các sở, ngành địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phòng chống bão số 3. Sau khi nghe các sở, ban, ngành địa phương báo cáo công tác phòng chống bão số 3, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tập trung gia cố các khu vực đê sung yếu, các khu trung cư xuống cấp, di chuyển người. Hải Phòng tiến hành cấm biển vào 11 giờ mùng 6 tháng 9, bắt đầu cho di dân từ trưa. Các địa phương quan tâm bố trí các trường học, sở xây dựng bố trí các khu nhà chưa sử dụng để sơ tán nhân dân. Đối với các trường học được trưng dụng để di dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh nghỉ học từ chiều nay, các trường học khác cho học sinh nghỉ học từ ngày mùng 7 tháng 9. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng có công văn hỏa tốc gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc phòng chống cơn bão số 3. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị lãnh đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và thành phố trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thường xuyên theo dõi chặt chẽ các tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố. Căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai, các cơ sở chủ động ra soát, sẵn sàng các kế hoạch triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với điều kiện nhà trường, ra soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường. Nếu phát hiện những cây lâu năm, có nguy cơ gãy, đổ phải báo cáo để xử lý kịp thời. Trường hợp chưa thực hiện ngay được thì phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ ngay với cơ quan chuyên môn để được xử lý trong thời gian sớm nhất. Các cơ sở giáo dục có phương án và kịp thời di rời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn, đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị lãnh đạo các cơ sở giáo dục chủ động vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, sự cố xảy ra, dọn dẹp vệ sinh trường lớp ngay sau mưa bão, đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng chống dịch bệnh để chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, tối mùng 5 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định di rời 5.400 hộ dân ở các khu trung cư cũ, nhà nguy hiểm đến nơi an toàn để tránh bão. Theo kế hoạch, khoảng 4.600 hộ dân tại các quận Ngô Quyền, Hồng Bàng và Lê Chân được di rời từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 5 tháng 9. Số hộ dân cần di rời tại quận Ngô Quyền có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế. Tất cả hộ dân sẽ được bố trí đến các trường học, ủy ban nhân dân phường và các căn hộ tạm cư do nhà nước quản lý đảm bảo đầy đủ đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. Vào chiều cùng ngày, sau khi nghe các cơ quan chức năng đánh giá báo cáo các phương án thực hiện công tác phòng chống bão số 3 trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phòng chống bão, thực hiện công tác di rời dân cư, kiểm tra công tác thi công trên các tuyến đê biển, các khu vực sung yếu, khu trung cư cũ, làm tốt công tác bốn tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ trong công tác ứng phó với bão số 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với gia đình các chủ tàu, thuyền trưởng, chủ lồng bè để thông báo, hướng dẫn cho ngư dân và các chủ phương tiện trên địa bàn, đặc biệt các phương tiện đánh bắt xa bờ nắm chắc diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã ban hành các công điện chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức ra soát, kiểm tra phương án, kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Trong khi đó, tại tỉnh Thái Bình, để đảm bảo an toàn cho người dân trước bão, tỉnh này sẽ di rời khẩn cấp hơn 18.600 người từ 7.700 hộ gia đình đang sinh sống trong những ngôi nhà yếu trước 18 giờ ngày mùng 6 tháng 9. Đồng thời, hơn 2.900 lao động đang làm việc tại các tròi canh nuôi trồng thủy sản ven sông, ven biển cũng được yêu cầu vào đất liền để tránh bão. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đã ra chỉ đạo bắt đầu từ 5 giờ cùng ngày thực hiện cấm biển, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, cửa biển, ngoài khơi. Tại Quảng Ninh, tỉnh đã di rời khẩn cấp hơn 3.000 người đang làm việc tại các lồng bè, tròi canh nuôi trồng thủy sản. Đồng thời địa phương đang khẩn trương xây dựng phương án di rời ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ và những người yếu thế tại các khu vực nuôi trồng thủy sản khác, dự kiến hoàn thành trước 16 giờ ngày mùng 6 tháng 9. Bên cạnh đó, hôm nay Hải Phòng và Quảng Ninh sẽ cấm biển lúc 11 giờ. Tối mùng 5 tháng 9, một số quận huyện ở Hà Nội xuất hiện mưa rông kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sấm sét, gió giật mạnh. Lúc 21 giờ 30 phút, các quận huyện như Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì, Hoài Đức, thị xã Sơn Tây xuất hiện mưa rông kèm các hiện tượng sét, gió giật mạnh. Cơn mưa rông kéo dài khoảng 30 phút giúp Hà Nội giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến từ 35 đến 37 độ. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối mùng 5 tháng 9, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị rông xét và radar thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực huyện Sóc Sơn hình thái thời tiết này di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong vài giờ tới, vùng mây này gây mưa cho các khu vực trên, sau đó lan sang các quận huyện khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Anh Nguyễn Văn Lâm, chú quận Nam Từ Liêm cho biết khoảng 21 giờ 15 phút, khu vực phường Mễ Trì có mưa rông kèm theo gió mạnh. Anh Lâm nói mưa kèm theo gió mạnh như lốc thổi từng cơn khiến nhiều người di chuyển khó khăn. Tuy thời gian mưa khá ngắn nhưng làm dịu bớt nền nhiệt nắng nóng của Hà Nội những ngày qua. Để ứng phó với cơn bão số 3 Iagi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh ký ban hành công điện chỉ đạo các đơn vị địa phương chủ động ra soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách. Lãnh đạo Hà Nội lưu ý việc tập trung đến các phương án phòng chống úng ngập nội ngoại thành phương án chằng chống cắt tỉa giải tỏa cây đổ ứng phó mưa to, gió lớn, phương án chằng chống nhà cửa, công trình, biển báo đảm bảo an toàn về người, tài sản và hoạt động sản xuất của nhân dân. Bên cạnh đó là phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phương án hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, sự cố xảy ra. Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra an toàn hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình tiêu thoát nước, các khu dân cư để kịp thời phát hiện các nguy cơ có thể xảy ra. Ông Trần Sĩ Thanh yêu cầu sẵn sàng sơ tán, có phương án bảo đảm an toàn đối với người dân khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các huyện thường xuyên trực tiếp bị ảnh hưởng bởi lũ rừng ngang, lũ quét, sạt lở đất như Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Trường Mỹ, Mỹ Đức. Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tuy không phải địa phương chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ bão Iagi, nhưng Hà Nội cũng sẽ đối mặt với sự biến đổi thời tiết rất lớn. Từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 9, Hà Nội mưa to đến rất to và rông. Vâng, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm Nóng Toàn Cầu hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Xin chào.